ngày thứ 183, chú ý đến giá trị của đau khổ. Khi chúng ta bị đau khổ, chúng ta thường tìm kiếm một lối thoát. Chúng ta tìm cách giảm nhẹ. Nhưng từ chốn trời cao, chúng ta có thể nhìn lại và thấy quyền năng mênh mông của đau khổ khi được tự nguyện lựa chọn và đón nhận. Không phải bản thân sự đau khổ là tốt. Trái lại, đó là sự đau khổ đã được cứu chuộc và được phú ban một quyền năng thiêng liêng bởi Thiên Chúa do những đau khổ của Chúa Kitô. Bởi lẽ đó, nếu bạn tín thác nơi Chúa, hãy để Người biểu lộ cho bạn ngay bây giờ và ở đây giá trị lớn lao của đau khổ khi được tự do đón nhận. Bằng cách đón nhận mọi khó khăn trên đường đời, bạn sẽ làm nên một của lễ dâng lên Thiên Chúa, mà điều đó chỉ có thể được hiểu thông qua ân sủng. Điều này sẽ không có ý nghĩa đối với trần gian, nhưng sẽ trở thành một vũ khí mạnh mẽ của lòng thương xót. Qua đó, Chúa sẽ làm những điều lớn lao cho bạn và qua bạn, Người sẽ tuyên đổ ân sủng của Người cho thế giới. Đừng chờ đợi mãi cho đến khi lên thiên đàng mới nhận thức được món quà thánh thiêng của ơn cứu chuộc, bởi những đau khổ bên trong của bạn được dâng tiến lên Chúa trong lời cầu nguyện tin cậy. Bạn có nhận thức được sức mạnh của đau khổ khi bạn tự nguyện kết hợp nó với đau khổ của Chúa Kitô không? Điều này có nghĩa là gì đối với bạn? Nhận thức này chỉ có thể nhờ ân sủng và chỉ được đón nhận bởi cùng ân sủng đó. Hôm nay bạn hãy suy ngẫm về những gì bạn phải chịu đựng trong nội tâm và đừng lảng tránh nó. Hãy đối diện với nó, đón nhận và yêu thương nó. Vì khi đón nhận một cách thánh thiện như vậy, Chúa sẽ hành động một cách kỳ diệu trong và thông qua cuộc sống của bạn. Lạy Chúa, xin làm cho con chú ý đến giá trị của tất cả những gì con phải chịu trong tâm hồn con. Xin giúp con coi đây như một món quà của lòng Chúa thương xót. Con nhìn nhận một sự thật là con đã không nhận ra sức mạnh của món quà thánh thiện này. Xin ban cho con đôi mắt của Chúa để con nhìn thấy nỗi đau của con như Chúa nhìn thấy nó. Và con được nhìn thấy thánh ý Chúa để ôm lấy bằng một vòng tay thánh thiện. Lạy Chúa, hôm nay con xin dâng lễ vật này cho Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lòng thương xót Chúa đỡ nâng con khi đời yếu hèn. Lòng thương xót Chúa chở che con qua từng lối con về. Khi đam mê con vụng về xa Chúa, khi gian nan con tìm nương bóng Ngài. Lòng thương xót Chúa bao la vượt biển xa. Chúa đã yêu con khi con cứ mãi làm ngơ. Tình Chúa yêu con cho dù con đây hững hờ, thì lòng thương xót Chúa vẫn luôn theo bước đời con. Thì lòng thương xót Chúa